Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân cùng với các tỉnh thành trong cả nước, sáng nay các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Toàn tỉnh có tổng số gần 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Tại thành phố Bắc Giang, các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 đã tới dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2020, thành phố Bắc Giang được giao tuyển chọn gần 200 tân binh để bổ sung cho các đơn vị quân đội và công an, gồm các đơn vị Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, Lữ đoàn 28 của Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn Phòng không 210 Quân khu 1, các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh. Với phương châm tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó, không bù đổi, sức khỏe, trình độ học vấn và chất lượng chính trị của tân binh năm nay cao hơn các năm trước, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày một chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong không khí phấn khởi của ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh đã đến động viên, tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên được nhập ngũ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên lễ giao nhận quân năm 2020 của thành phố Bắc Giang diễn ra nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và ngập tràn khí thế hăng hái của tuổi trẻ quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.